Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai tập tiếp theo. Hắc Hùng Lĩnh, Bạch Ngân Tâm nhìn tháo bảo kiếm hình con rắn trong tay, theo bản năng cảm thấy giữa Lý Mộ cùng với Hồ Yêu kia, cùng với thanh kiếm này hẳn là có bí mật gì không thể nói cho ai biết. Nàng quay đầu hỏi Lý Mộ, Lý Đại Ca, Tiểu xa là ai? Lý Mộ lắc đầu nói, không biết, không quen đâu, bạch ngâm tâm ý vị sâu xa nhìn bảo kiếm trong tay cũng không hỏi nhiều nữa lại một lần lừa dối qua ải lý mộ nhẹ nhàng thở ra lúc này hắc hùng tinh cảnh giới thứ năm kia đã đi tới ôm quyền lần nữa nói cảm tạ lý đại nhân đã ra tay cứu giúp cũng cảm tạ lý đại nhân chu diệt Kiều giang quận vương tiêu hằng trả lại yêu tộc cửu giang quận tạ an bình lý mộ nói Hồng Vương cách ký rồi, cảnh nội Đại Chu không phải nơi là cho lũ tà ma ngoại đạo này làm xăng làm bậy được. Hắc Hùng Hắc Hùng Tinh chủ động hỏi, đại nhân tới nơi này là vì chuyện thành lập yêu ti cửu giang quận sao? Lý Mộ gật đầu nói, yêu ti một quận, cần một yêu vương có thể chấn nhiếp được bảy yêu, không biết Hồng Vương có nguyện ý gánh vác trọng trách này hay không? Hắc Hùng Tinh không hề do dự nói, tiểu yêu nguyện ý hắn biết rõ ở giữa ma tông cùng với triều đình hắn phải lựa chọn một bên để xếp đội việc đã đến nước này muốn chỉ lo thân mình hai bên đều là không đắc tội là không có khả năng phương diện triều đình hắn có thể lựa chọn đồng ý hoặc trung lập nhưng không thuận theo ma tông nhất định sẽ lọt vào ma tông bắt giết so với như thế còn không bằng đầu nhập vào triều đình do đó đã được triều đình đi bảo hộ bọn họ yêu vật bản thổ đại chu đối với đại chu cũng có lòng trung thành nhất định chẳng qua nhân loại luôn tuân theo ý tưởng không phải chủng tộc chúng ta lòng của nó nhất định khác chưa từng tiếp nhận yêu tộc yêu tộc đại chu chờ đợi ngày này đã đợi ngàn năm vạn năm sau khi thành lập yêu ti kiểu giang quận mấy quận tây bắc liền đều đã thu phục các quận còn lại có thể giao cho cung phụng ti để hai vị đại cung phụng ti tự thân ra mặt lấy lý phục yêu chậm rãi đẩy mạnh vì tránh cho chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa, Lý Mộ ở động phủ Hùng Yêu Hắc Hùng Lĩnh bố trí một trận pháp kiêm cả tấn công phòng ngự, lấy tù vi Hắc Hùng Vương để khống chế, trừ phi có cường giả cảnh giới thứ sáu cường công, cảnh giới thứ sáu trở xuống khó có thể công phá. Mà cường giả cảnh giới thứ sáu trở lên của yêu quốc cùng với ma tông, quảng minh tính đại xuất hiện ở cảnh nội đại chu công kích yêu dân hoặc dân chúng đại chu không các gì trực tiếp tuyên chiến đối với đại chu một tên u minh thánh quân trước làm như vậy đã không còn chỉ cần cảnh giới thứ sáu không ra trận pháp này có thể bảo vệ hùng yêu nhất tộc bình an từ kiểu giang quận trở về lý mộ liên chuẩn bị về thần đô nếu đại trù mỗi một quận đều cần hắn tự mình ra tay đi thu phục như vậy còn cần nhiều cung phụng như vậy làm cái gì đây triều đình hàng năm cho cung phụng ti bổng lộc không bằng cho một mình hắn đi ở lúc lấy mộ mang theo ngầm tâm đã trên thuyền bay trở về thần đô thiên hồ quốc nguyễn cơ nhìn bạch huyền chất vấn chưa trải qua các trường lão đồng ý người vì sao tự tiện làm ra quyết định bạch huyền nhìn nàng một cái thản nhiên nói cái gì? Triều đình đại thu muốn ở các quận thành lập yêu ti, phân hóa yêu tộc ta, bụng dạ rất khó lường. Chúng ta sao có thể để cho bọn hắn như nguyện được? Ta bảo bọn họ đi phá kế hoạch của triều đình đại thu có gì sai sao? Nguyễn Cơ môi giật giật, nhất thời không có nói gì. Bạch Huyền ý vị sâu xa nhìn đặc nói. Ê, sư muội đừng có quên thân phận của chính người, đừng có quên chức trách của Mỹ Tông là cái gì, đừng cho rằng ta không biết. Lúc ở kiểu giang quận, người cùng với đại trù lý mộ kia mắt đi mày lại trơ mắt nhìn lý mộ đó phế đi tu vi của người chúng ta việc này ta tạm thời không hướng thánh tông để báo cáo hy vọng người tự giải quyết cho tốt đi hồ kiều tức giọng nói cái gì cái gì gọi là trơ mắt nhìn người có biết lý mộ kia mạnh tới bao nhiêu hay không chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn đâu cũng chính là huyễn cơ đại nhân mới có thể mang bọn họ trở về đấy giữ lại cho bọn họ một cái mạng nếu không đầu của bọn họ sẽ bị triều đình đại tu chặt đi rồi người ngay cả gặp cũng không có gặp được đâu sắc mặt của bạch huyền trầm xuống lạnh lùng nói đời này có chỗ cho người xen mồm vào sao hồ kiều hư lạnh một tiếng nói chỉ ngươi để ta xen mồm ta cũng không thèm xem đúng là đồ ghê tởm Huyễn Cơ nói hồ kiều người đi xuống trước đi Hồ Kiều tuy sắc mặt khó chịu nhưng vẫn đi lùi ra ngoài, nơi này chỉ để lại huyễn cơ và bạch huyền trên mặt bạch quyền hơi dịu đi một chút nhìn về phía nguyễn cửa nói sư muội ngươi biết lòng của ta đối với người như thế nào mấy năm qua ngươi ngỗ nghịch mệnh lệnh của thánh tông bao nhiêu lần ta đều giúp ngươi để giấu giếm bao gồm lần này ta cũng sẽ không nói cho thánh tông nhưng ta muốn ngươi cho ta một chút đáp án đi nguyễn cửa khẽ thở dài lắc đầu nói xin lỗi bạch sư huynh ta đối với người không có bất cứ tình yêu nam nữ gì trên mặt của bạch quyền lộ ra nét thất vọng nói là ta tự mình đa tình rồi nói xong sắc mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh tự mình xoay người rời đi bạch quyền về tới công điện nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi ở trên vị trí của hắn phía sau người trẻ tuổi có bà lão già đứng bà lão già cho bạch quyền cảm giác giống như là một người thường nhưng chỗ ngực bọn họ đều theo hoa ba ba đóa hoa sen đen lại khiến cho người bạch quyền đột nhiên co rụt lại ở Thánh Tông bà đóa hoa sen đen đại biểu là trưởng lão cảnh giới thứ bảy. Thần Đô, việc yêu ti các quận cùng Phụng Ti đã vững bước thúc đẩy 36 yêu ti là lệ thuộc trực tiếp cung Phụng Ti, không chịu triều đình quản hạt, quan phủ địa phương của các quận cũng không có quyền điều động yêu ti. Đừng nói yêu tộc không tin vào triều đình, ngay cả Lý Mộ cũng không có tin. Thời kỳ tiên đế, triều đình làm ra bao nhiêu chuyện khốn khiếp, tạo thành quyền toái lớn bao nhiêu cho nữ hoàng cùng với lý mộ lý mộ còn chưa có quyền yêu ti lại thuộc trực tiếp cung phụng ti cung phụng ti lại lệ thuộc trực tiếp nữ hoàng có thể tránh rất nhiều vấn đề xảy ra như vậy tương đương với đại chu có hai triều đình giữa hai triều đình không ảnh hưởng lẫn nhau đều bị nữ hoàng nắm giữ ở trong tay lý mộ mấy ngày nay chỉ là một việc đó là luyện đan từ trong thiên thư yêu tộc lý mộ đạt được công thức đan dược nhằm bảo yêu tộc từ trong thiên thư đan đỉnh phái lý mộ đạt được phương pháp luyện đan sau khi trở về thần đô lại từ chỗ nữ hoàng xin một ít linh dược cấp cao dùng để luyện chế phá cảnh đan phá cảnh đan ở cảnh giới thứ tư tấn thăng cảnh giới thứ năm đã là thiên phẩm không dễ luyện chế mà phá cảnh đan để cao tỷ lệ cảnh giới thứ năm tấn thăng cảnh giới thứ sáu thậm chí đạt tới thánh dài trước mặt không có ở trong phạm vi cân nhắc của Lý Mộ. Vì cam đoan luyện đan không bị quấy dày, nơi Lý Mộ luyện đan ở căn phòng bí mật trong lòng đất cung trường nhạc cũng là nơi nữ hoàng đang bế quan. Một lò đan được sắp luyện chế hoàn thành, cái chán của Lý Mộ đã toát ra mồ hôi, nhưng hắn cũng chưa có thể đưa tay đi lâu. Giờ phút này, hắn có lúc nhớ tới ngâm tâm ở bên người, tuy không thể giúp hắn làm việc gì lớn, nhưng cũng có thể lau mồ hôi đi cho hắn. Lý mộ nghĩ vậy, một cánh tay ngọc tinh tế chẳng nõn từ một bên vườn tới, lấy khăn tay giúp hắn lau đi mồ hôi. Lý mộ quay đầu, nhìn thấy mặt của nữ hoàng có chút được yêu mà sợ. Bà hả? Chu Vũ nhẹ nhàng nói, chuyên tâm luyện đàn đi. Lý mộ quay đầu, lại toàn thân toàn ý luyện đàn. Thật ra vừa rồi trong lòng hắn có một chút oán hận, hắn chỉ là một trung thư xá nhân nhỏ nhỏ, lại lo lắng nát lòng vì hoàng đế, tấu trương hắn về, nằm vùng là hắn làm, u lục hắn vẽ, đan dược cũng là hắn luyện, lừa của đội sản xuất cũng không có dám sai sửa như vậy. Mà một khắc đó, khi nữ hoàng hạ mình tự tay lau đi mồ hôi cho hắn, Lý Mộ lại cảm thấy tất cả cái này đều đáng giá. Sau đó Lý Mộ lại nhịn không được, kinh bỉ mình, thế mà dễ dàng thỏa mãn như vậy. Một chút ơn huệ nhỏ đã bị thu mua, thật sự là mất mặt. Ở trước mặt nữ hoàng, tâm địa phải cứng hơn một chút. Bên người, chu Vũ đã bọc xong một quả quýt, lấy ra một mối nói, há mồm. Lý Mộ há mồm, nàng chậm rãi mang mối quýt đó đưa vào trong miệng của Lý Mộ. Lần này trong lòng của Lý Mộ thật sự nghi hoặc, trước sau chỉ có nửa tháng, nữ hoàng biến hóa sẽ có chút lớn. Không chỉ lau đi mồ hôi cho hắn, còn đút quýt cho hắn ăn. Nàng trước kia đối, đối với mình tốt là tốt, nhưng cũng sẽ không hạ mình làm loại chuyện hầu hạ người khác như thế này. Lý mộ kinh hồn tán đàn, nuốt xuống một mũi quýt này, luyện chế xong một đò đan dược này, lúc về nhà, lặng lẽ ra hiệu cho Mai Đại Nhân rời khỏi hoàng cung lý mộ bước chậm rãi mai đại nhân từ phía sau đi tới hỏi chuyện gì lý mộ nghi hoặc nói những ngày qua ta không có mặt bệ hạ có hành động gì kỳ quái hay không mai đại nhân tức giận nói bệ hạ có thể có hành động gì kỳ quái chứ không có không có thì thôi lý mộ lắc đầu chỉ là để ý việc nhà của mình mai đại nhân nhìn thoáng qua xoay người oán giận nói đúng là khó hiểu mà sau đó, vẻ mặt của nàng liên sừng sốt, nghiêm khắc mà nói, những ngày qua lý mộ không có mặt, bệ hạ tựa như thật sự có một số chỗ tương đối kỳ quái. Ví dụ như, số lần nàng đến đi lý phủ so với thời điểm lý mộ không có mặt còn nhiều hơn, hơn nữa cũng không phải là đi gặp vãn vãn cùng với tiểu bạch, ngược lại thời gian cùng với tiểu thanh xà kia ở cùng một chỗ càng nhiều hơn, bệ hạ từ khi nào thân vậy với tiểu thanh xà kia khi lý mộ về nhà nghênh đón hắn là bốn thiếu nữ xinh đẹp vãn vãn tiểu bạch ngâm tâm thì thôi thính tâm là thật sự cuốn người chỉ cần lý mộ ở trong phủ nàng liền tìm cách quấn quýt lấy hắn lúc thì hỏi hắn một chút vấn đề tu hành lúc lại bảo hắn dạy nàng thần thông còn là cầm tay chỉ việc cái loại đó mẫu tốt của nàng một lần học không có hiểu lý mộ thường thường cần dạy nàng mười lần cần thậm chí mấy chục lần trong quá trình này đương nhiên tránh không được lượng lớn tiếp xúc thân thể. Cho dù Lý Mộ đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn tránh không được bị nàng cọ cọ nơi này chạm chạm nơi kia. Nàng dạy thần thông so với luyện đàn cùng với bé bùa còn tra tấn người ta hơn. Lý Mộ bất đắc dĩ chỉ có thể trước dạy ngâm tâm lại để cho ngâm tâm dạy cho nàng. Trong phòng, bạch tính tâm bĩu mồi bất mãn nói, Hắn chính là cố ý để tránh mà ta đây mà. Bạch Ngân Bạch ngâm tâm liếc nàng một cái, tức giận nói: Ai bảo muội luôn không có quy củ như vậy chứ? Bạch tĩnh tâm nói: Hạnh phúc là tự mình đi tranh thủ được, muội muốn vì hạnh phúc của mình mà cố gắng thôi. Bạch ngâm tâm nhún vai nói: Vậy muội tự mình chậm rãi đi tranh thủ đi, ta đi ngủ đây. Bạch tĩnh tâm ra khỏi phòng, đứng ở cửa, con mắt đảo loạn, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe hào quang, sinh ra kế sách trong lòng của lý mộ hắn đang định nghỉ ngơi ở trước khi ngủ vừa mới tụng niệm xong hai lần thanh tâm quyết trong nhà có con rắn không an phận mỗi ngày đều nghĩ biện pháp trêu chọc hắn sau khi liên tục gặp ác mộng ba ngày trước khi ngủ không niệm mấy lần thanh tâm quyết hắn cũng sẽ không dám ngủ ngủ ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa lý mộ xuống giường mở cửa nhìn thấy liễu hàm yên đứng ở bên ngoài hắn ngẩn ra một phen sau đó liền ngạc nhiên lẫn vui mừng nói nàng đã trở lại Liễu Hàm Yên bổ nhào vào trong lòng hắn, Lý Mộ đang muốn ôm lấy nàng, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía đôi chân thon dài quấn ở bên hông hắn. Liễu Hàm Yên trong thâm tâm vẫn có chút tụt rè chưa từng làm ra loại động tác này đối với Lý Mộ. Hơn nữa, lấy nương tâm mà nói, chân của nàng tuy cũng rất dài, nhưng cũng không thon dài như vậy. Cẩn thận cảm thụ, Lý Mộ mới cảm nhận được sự khác biệt. Cái con rắn nhỏ này thật sự là càng ngày càng quá phận, dị hình chi thuật chỉ học được có già lồng đã dám ở trước mặt của hắn khoe khoang lần này không cho nàng một cái giáo huấn khó quên nàng về sau còn không biết sẽ làm ra cái gì đây lấy mộ chưa ngay lập tức vạch chân nàng mỉm cười nói vào đi trên mặt của liễu hàm yên lộ ra ý cười theo hắn vào phòng lấy mộ thuận tay mang cửa phòng đóng lại hơn nữa bố trí một cái kết giới cách âm rất nhanh trong phòng liền truyền đến tiếng kêu chói tai của bạch thính tâm nhưng bị kết giới ngăn cản ở trong phòng một lát sau trong phòng bạch ngâm tâm nhìn muội muộn nhìn muội muội nằm sấp ở trên giường của nàng nước mắt lưng tròng bạch ngâm tâm bất đắc dĩ thở dài mang váy của cô gái vén lên cởi ra quần nhỏ màu trắng sau đó mang đàn dược chữa thương nghiền thành bột cẩn thận bôi ở bên trên bạch tính tâm đau nhức nhẹ rằng trợn mắt nghiến rằng nói ta sẽ không có nhận thua như thế đâu. Đêm qua, Lý Mộ cho con rắn xanh không nghe lời kia một cái giáo huấn khó quên, nghĩ hẳn nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có dám làm cản nữa. Sáng sớm hôm sau, hắn chưa có ăn sáng đã đi tới trong cung. Ở cung trường nhạc, hắn gặp được Cúc Đại Nhân đã lâu không gặp. Cúc Đại Nhân một thân đồ đen, vẻ mặt mười phần nghiêm túc, trên mặt Mai Đại Nhân và Thượng Quản Lý cũng mang theo ngưng trọng. Lý Mộ nhìn các nàng nghi hoặc hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? cốc đại nhân trầm giọng nói. Yêu quốc đột nhiên có biến cố lớn, thiên lang quốc tuyên bố gia nhập ma tông, tiêu diệt thâu tóm mấy yêu quốc phụ cận, thiên hồ quốc mỹ tông cũng lội loạn, mỹ tông bị bạch thị hoàng tộc khống chế rồi, đại trưởng lão cảnh giới thứ sáu thì bị nhốt lại, vạn huyễn thiên quân cảnh giới thứ bảy không biết sống hay chết, mà đạo thánh tông nhúng tay vào việc yêu quốc bên cạnh tây bắc chỉ sợ không thể lạc quan nữa. Cúc đại nhân nói một phen, Lý Mộ chấn động thật lâu vẫn chưa có lấy lại bình tĩnh. Hắn từng ở yêu quốc một đoạn thời gian rất dài, biết được thế cục của yêu tộc. Thiên làng tộc ở vạn yêu chi quốc là đứng đầu bốn đại yêu tộc, thực lực trình thể so với thiên hồ quốc. Có vạn huyễn thiên quân còn cường đại hơn một chút, từ trước tới nay đều là kẻ địch của thiên hồ quốc cùng với Mỹ Tông. Mà vạn huyễn thiên quân là trưởng lão cảnh tới thứ bảy của ma đạo, ở ma đạo có địa vị hết sức quan trọng. Hôm nay Thiên Làng Quốc đầu nhập vào Ma Đạo, Mỹ Tông nội loạn, Đại trưởng Lão bị nhốt, ngay cả Vạn Huyễn Thiên Quân cảnh giới thứ bảy cũng không rõ sống hay chết. Điều này bảo cho Lý Mộ làm sao tin tưởng đây? Nữ Hoàng cũng là cảnh giới thứ bảy, nàng mạnh hơn Vạn Huyễn Thiên Quân không có bao nhiêu. Lý Mộ không có tưởng tượng được, rốt cuộc là tồn tại như thế nào có thể khiến cảnh giới thứ bảy thiếu chút nữa ngã xuống? Hai cường giả cảnh giới thứ bảy đại chiến là có thể hủy diệt toàn bộ Thiên hồ Quốc phản ứng đầu tiên của lý mộ chính là không tin trầm giọng nói tin tức là thật sao cúc đại nhân nghiêm nghị nói là thật lượng lớn tám tử của chúng ta ở yêu quốc đều cấp báo lại ngay cả chúng ta cũng không biết vì sao ma đạo sẽ xảy ra nội chiến như thế ra tay đối với cường giả cảnh tới thứ bảy của chính mình nghe nói có ba đại trường lão cảnh tới thứ bảy của ma đạo thánh tông thừa dịp vạn huyễn thiên quân bế quan ở lúc quan trọng mấu chốt liên thủ phát động đánh lén đối với hắn mà vạn huyễn thiên quân bị thương nặng mà bỏ chạy nội bộ Mị tông cũng đã xảy ra náo động thiên Hổ quốc bạch gia thừa dịp nhốt đại trưởng lão nguyễn vân khống chế Mị tông lý mộ đại khái biết nguyên nhân mà đạo thánh tông ra tay đối với vạn huyễn thiên quân Vạn huyễn thiên quân tuy thực lực cường đại nhưng thường xuyên cãi mệnh lệnh của ma đạo Thánh Tông. Một đồng đội cảnh giới thứ bảy không nghe lệnh, uy hiếp thậm chí so với kẻ địch cảnh giới thứ bảy còn lớn hơn. Chỉ là hắn không có ngờ vạn huyễn thiên quân ma sát đối với ma đạo thánh tông lại là đã lớn đến loại tình trạng như thế này. Đáng, đáng giá ma đạo thánh tông phải ra phái ra ba trưởng lão cảnh giới thứ bảy đến để tiêu diệt hắn. Cường giả cảnh giới thứ bảy chiến đấu có năng lực hủy thiên diệt địa. Ba người này vừa lúc lựa chọn thời cơ vạn huyễn thiên quân bế quan. Dù vậy cũng vẫn để hắn chạy thoát. Sự khủng bố của cường giả cảnh giới thứ bảy có thể thấy được phần nào. Vạn huyện Thiên Quân có làm sao hay không, Lý Mộ không để ý, hỏi Cốc đại nhân, Huyễn Cơ mỹ tông đâu? Cốc đại nhân nói, Lục xảy ra cái chuyện này, Huyễn Cơ không ở Thiên Hồ quốc, nhưng nghĩ hẳn Bạch gia và Ma đạo Thánh tông sẽ không tha cho cô ta, Thiên Hồ quốc thái tử Bạch Quyền bây giờ đã trở thành quốc chủ của thiên hầu quốc đại trưởng lão Mị tông hắn sau khi lên chức lên ngôi lên ở khắp yêu quốc truy nã huyễn cơ chỉ là cung cấp tin tức của huyễn cơ thôi đã có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh cái này cũng không ra ngoài lý mộ đoán trước hồ tộc thiên thư ở trong tay của huyễn cơ bạch quyền truy nã huyễn cơ hẳn là vì tờ thiên thư đó mai đại nhân sầu lo nói thì là tộc đã ở dưới mặt đạo âm thầm ủng hộ rồi bắt đầu thâu tóm thế lực khác của yêu quốc hẳn là muốn thống nhất vạn yêu tri quốc nếu vạn yêu tri quốc được thống nhất phương bắc đại Trù sẽ đối mặt với kẻ địch mạnh trước tới nay chưa từng có từ sau khi bạch đế ngã xuống yêu quốc đã phân liệt ba ngàn năm trong ba ngàn năm này tuy yêu tộc vẫn luôn là đại địch của nhân tộc tổ châu nhưng yêu tộc phân biệt chỉ dám xâm nhập biên cạnh phạm vi nhỏ không dám cũng không có năng lực quy mô lớn để xâm nhập nhưng nếu yêu quốc bị thiên la tộc thống nhất, tình huống thì sẽ khác. Ở dưới ma đạo ủng hộ, một yêu quốc thống nhất sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của đại trù. Bên cạnh Tây Bắc sẽ vĩnh thà không có một ngày yên bình. Quan trọng hơn là một khi yêu quốc đến xâm phạm, quỳ vực cùng với các nước phía Nam tất nhiên sẽ thừa cơ sơ hở mà vào cơ nghiệp mấy trăm năm của đại chu tràn ngập nguy cơ tin tức này sau khi truyền ra tiêu giã một mảng đại loạn ở dưới sự chủ trì của thượng thư lệnh trung thư lệnh môn hạ thị trung và ở tử vi điện lâm thời tổ chức triều hội quan viên thần đô tứ phẩm trở lên không cho phép lấy bất cứ nguyên nhân nào để vắng mặt hôm nay trên tử vi điện không có đảng cũ cũng không có đảng mới mọi người chỉ có một thân phận đó là quan viên đại chu tình thấy yêu quốc biến hóa kịch liệt triều đình đại chu phải làm ra đối sách tương ứng trên tử vi điện bình vương trầm giọng nói bọn yêu tri quốc tuyệt đối không thể thống nhất nếu không đại trù sẽ nguy đấy thần đề nghị triều đình tức khắc phát binh yêu quốc chấn áp thiên lang tộc để đoạn tuyệt hậu họa này trên triều đình đảng mới giờ này thích công kích đảng cũ một lần này lại hiếm thấy giữ im lặng việc này không thể được mọi người im lặng binh bộ tả thị lang đứng ra nói đại trù xưa này không thăm ra nội chính của nước khác trên đại nghĩa không có lý do phát binh yêu quốc Huống chi, yêu quốc địa hình rất phức tạp, khó có thể tiếp tế tiếp viện. Ở yêu quốc tác chiến, bất lợi đối với tướng sĩ triều ta rất dễ dàng lâm vào cục diện bị động. Đối với chuyện này, quan viên văn võ có cách nhìn khác nhau. Quan văn cho rằng yêu quốc xưa nay bụng dạ khó lường, một khi thống nhất nhất định sẽ ra tay đối với đại trù. Đại trù không thể ngồi xem yêu quốc lớn mạnh được. Võ tướng thì từ góc độ phát động chiến sự, phân tích lợi, binh xuất bình đối với yêu quốc nghiêm khắc mà nói đây là nhúng tay nội chính yêu quốc ngôn bất chính danh bất thuận càng quan trọng hơn là yêu quốc và quỷ vực mấy ngàn năm qua có một đặc điểm dân giống nhau đó là từ bọn họ đánh dữ dội nữa quấy hùng có nữa một khi nhân tộc muốn thừa sơ hở mà vào như vậy bọn họ lập tức sẽ liên hợp lại Triều đình nếu xuất binh với thiên lang tộc, khả năng lớn sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược, thúc đẩy yêu quốc lấy tốc độ nhanh hơn để thống nhất. Đến lúc đó, tướng sĩ đại chu tắc chiến sân cách, tiếp tế tiếp viện thì khó khăn, còn phải đối mặt với cái yêu quốc ngưng tụ chưa từng có, hầu như là không có khả năng để đánh thắng. Nhưng mọi người cũng không phải chưa thương nghị ra đối sách giải quyết. Những người này đứng ở trên chiều đường, ai không phải là lão hồ ly, chỉ cần bọn họ không nổi đấu nữa, dưới tư tưởng va chạm sẽ có nhiều âm mưu quỷ kế. Yêu quốc vốn có bốn thế lực lớn, phân biệt là lang tộc, hùng tộc, xà tộc cùng với hồ tộc. Bốn đại yêu tộc này đều là có huyền yêu cảnh giới thứ bảy tọa chấn, thì lang tộc thì thực lực mạnh nhất nhưng ba tộc còn lại cũng không có yếu. Hôm nay, hồ tộc nội loạn thì lang quốc ở dưới ma đạo ủng hộ, có ý thâu tóm yêu tộc khác, thống nhất yêu quốc, nhưng hai tộc khác lại nào sẽ can tâm trở thành phụ thuộc của lang tộc ma tộc có thể ủng hộ thiên lang tộc triều đình đại chu cũng có thể âm thầm nâng đỡ cựu thiên xà tộc cùng với thiên sơn hùng tộc để cho yêu tộc và yêu tộc tranh chấp không tốn một binh một sĩ nào bình ổn trận tai nạn này bây giờ tại vấn đề ở chỗ như thế nào đi thuyết phục hai đại yêu tộc này đây chúng đó tất nhiên sẽ không phục thiên lan tộc nhưng hiển nhiên càng thêm sẽ không tin tưởng triều đình ai muốn mạo hiểm đi xứ yêu quốc hoàn thành nhiệm vụ khan gian khổ này đây từ vi điện lần nữa lâm vào lặng lẽ, có một bộ phận quan viên về nhát gan, bỏ bảo bọn họ bày mưu tính kế thì được, nhưng bảo bọn họ mạo hiểm sinh mệnh, xâm nhập yêu quốc, bọn họ không muốn. Cũng có một bộ phận quan viên là tự mình hiểu lấy, lấy bản lãnh của bọn họ, không đủ để thuyết phục hai đại yêu tộc, ngược lại sẽ lỡ việc lớn của triều đình. Một bóng người áo trắng từ bên ngoài nhẹ nhàng đi tới. Quần thần nhìn người trung niên đi vào trong điện, không ai không cúi đầu khom người, cùng kính đói, ra mắt viện trưởng người trung niên đứng khoanh tay nhẹ nhàng nói để để lão phu đi đi không có ai so với viện trưởng thư viện bạch lộc đại chu binh bộ thượng thư càng thêm thích hợp đi sứ hai đại yêu quốc hắn có cái tư cách này cũng có thực lực này triều thân cả điện đều gửi gắm hy hợp vọng vào hắn mấy ngày sau viện trưởng thư viện bạch lộc trở lại thần đô hắn mang về không phải là một tin tức tốt cửu thiên xà tộc và thiên sơn hùng tộc từ chối triều đình đại chu hơn nữa tỏ vẻ rõ ràng bọn họ sẽ không hợp tác với nhân loại một kết quả này khiến triều đình lần nữa cần trương hẳn lên loại cảm xúc khẩn trương như thế này thậm chí lan tràn đến dân gian cung trường nhạc chu vũ đã không có tâm tình đi đọc sách nàng tuy không muốn làm hoàng đế nhưng đã ở vị trí của này nàng liền nên chịu trách nhiệm với dân chúng đại chu nếu không nàng đã sớm theo lý mộ rời khỏi thần đô đi một nơi không có ai tìm được trồng hoa trồng rau rồi lý mộ ngồi ở một bên nhìn bộ dáng nàng nhíu chặt lông mày trong lòng than nhẹ một tiếng thật ra đổi là bất luận kẻ nào chuyện này đều là một cục tử hai đại yêu tộc từ chối không có phối hợp xuất binh thì không thể trơ mắt nhìn yêu quốc thống nhất cũng không có được trong lòng của nàng khẳng định cũng không biết làm sao bây giờ lý mộ nghĩ nghĩ nói bệ hạ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không vẫn là thần đi thôi chu vũ lườm hắn nói chuyện lâm viện trưởng cũng không có cách nào ngươi đi thì có ích gì chứ thành thành thật thật ở lại bên cạnh chấm đi không thể mọi không thể mọi chuyện đều để ngươi đi mạo hiểm được Lấy mộ nói thu phục yêu quốc cái này vốn là thần đáp ứng với bệ hạ với lại nương tử của thần không ở bên người thần ở nơi này cũng rất nhàm chán cũng không bằng tìm chuyện để làm đi Liễu Hàm Yên và Lý Thanh ở xa Bắc quận, trong nhà có hai con rắn nhỏ không có an phận, Càng ngày biến đổi biện pháp cầu dẫn đây hắn. Đêm qua biến thành Liễu Hàm Yên, buổi tối hôm nay đã không chừng sẽ biến thành Lý Thanh, Lý Mộ không thể trêu vào nhưng có thể tránh đi. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là, trên Hồ Quốc biến động to lớn cũng không biết Hồ Kiều và huyến cơ bọn họ như thế nào. Lý Mộ không thể công thừa nhận, tiểu xà tuy đã chết nhưng hắn vẫn không thể ngồi xem hoặc mặc kệ đối với đồng bạn từng sóng vai chiến đấu kia. Ánh mắt Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ tự diễu nói, Thì ra là ở bên người chậm khiến ngươi cảm thấy không có thú vị, ngươi nguyện ý đi yêu quốc cũng không muốn ở lại chỗ này sao? Lý Mộ không ngờ được góc độ của nữ hoàng đối đãi vấn đề xào quyệt như vậy, vội vàng giải thích, Bệ hạ, à, ngươi đừng có hiểu lầm, thần không phải ý tứ này đâu. Thế vậy, ngươi có ý tứ gì? thần 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 không có ý tứ gì đâu người là cảm thấy nói chuyện với trẫm cũng không có ý tứ sao lý mộ hít thật sâu cuối cùng nói thế thần không đi nữa đã được chứ gì một lát sau hắn rời khỏi cung trường nhạc trên mặt lộ hết sự bất đắc dĩ trong nửa năm qua thời gian hắn ở bên ngoài quả thực so với ở thần đô nhiều hơn rất nhiều nữ hoàng tự mình xem sổ con đã xem ra oán khí nhưng yêu quốc lần này lý mộ phải đi thật ra hắn và nguyễn cơ có giấc mộng chung đó là hai tộc nhân yêu có thể chung sống hòa bình nàng rơi vào kết cục như thế trình độ rất lớn là vì nàng không muốn thương tổn nhân loại vô tội chọc giận cao tầng của ma đạo vì đại tru hắn không thể ngồi xem yêu quốc thống nhất vì tiểu xa hắn không thể nhìn nguyễn cơ cùng với hủ cửu gặp chuyện được nữ hoàng tức nữ hoàng tức là nhất thời lúc muộn chút dỗ nàng nhiều thêm một chút nàng cũng sẽ đồng ý thôi cung trưởng nhạc chu vũ ngồi ở trên ghế rộng im lặng thật lâu hỏi mai đại nhân cùng với thượng quan ly chậm có phải là rất không giảng đạo lý hay không thượng quan ly cúi đầu chưa có trả lời mai đại nhân nhìn thượng quan ly một cái chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật ra lý mộ cũng là vì chia sẻ lo lắng thay cho bệ hạ nếu để thiên lang tộc thống nhất yêu tộc đối với đại chu mà nói hậu hoạn vô cùng khó lường chu vũ nói nhưng hắn vừa mới trở về không được mấy ngày, vài lần gần đây nhất hắn đều là ở lại thần đô có vài ngày, đi ra ngoài mấy tháng rồi. Mai Đại Nhân nghĩ một lát nói, bệ hạ biệt ly ngắn ngồi vì lại gặp lại tốt hơn, đợi hắn bình định xong những việc, việc nhiễu loạn này, ngày sau là có thời gian ở bên cạnh bệ hạ rồi. Chú Vũ ngồi ở nơi đó lâm vào trầm ngâm, lấy mộ trở lại lý phủ đầy cửa ra, phát hiện nữ hoàng đã ở trong sân, vô vũ nhìn hắn hít thật sâu nói. Người đi đi, chậm không cả người nữa. Lý mộ thẹn rằng nhẹ nhàng thở ra, nữ hoàng thế mà đã hiểu được tự mình giấu mình. Nếu mọi người đều có thể thông tình đạt lý giống như nàng thì tốt rồi. Nữ hoàng đã đồng ý, lý mộ cũng liền không có gì băn khoăn. Trước khi đi, hắn ăn bài tốt cho vãn vãn và tiểu bạch tu hành, bố trí nhiệm vụ cho ngâm tâm cùng với tính tâm. Trong sân, lý mộ ôm vãn vãn cùng với tiểu bạch, vỗ nhẹ nhẹ đầu của các nàng nói, ở nhà tu hành cho tốt chờ ta trở lại đây hắn lại đi về phía ngầm tầm tiểu nữ hướng hắn giang hai tay ra lý bộ vốn không muốn ôm nàng nhưng nàng đã bày sẵn tư thế này hắn nếu thở ơ nàng làm sao xuống đại được trong lòng của nữ hài tử người ta muốn chỉ là một cái ôm sắp chia tay nghĩ nhiều trái lại thể hiện trong lòng chính hắn xấu xa lý bộ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng nói những trận pháp kia ta dạy cho ngươi ngươi chậm rãi lính ngộ đi sau khi trở về ta muốn kiểm tra đấy bạch ngâm tâm nhẹ nhàng gật đầu nói biết rồi lý đại ca ta sẽ cố gắng tu hành lý mộ cuối cùng nhìn về phía bạch thính tâm ván ván ôm ngộ rồi tiểu bạch ôm rồi tì tì cũng bế rồi nếu đôi đại khác biệt đối với nàng không khỏi quá không thích hợp hắn vừa mới giang hai cánh tay bạch chính tâm đã chủ động nhảy tới bên người hắn hai cánh tay ôm lấy cổ hắn đôi chân thon dài quấn ở trên lưng hắn cam đoàn nói yên tâm đi ta sẽ tu hành thật tốt người ở bên ngoài cũng phải cẩn thận ta chờ người trở về đấy nàng quấn nàng quấn lấy Lý Mộ liền không có muốn xuống, Lý Mộ chỉ có thể mạnh mẽ kéo nàng xuống. Một đứa cháu gái ngày xưa nói chuyện như nữ chủ nhân ở trong nhà, Lý Mộ thậm chí muốn vào nữ hoàng đưa nàng tới trong cung cẩn thận học chút quy củ. Ít nhất cũng phải khiến nàng học hỏi ôm như thế nào, cũng không hơi một tí liên quấn trên thân của người khác. Lý mộ vì thế nói nàng rất nhiều lần, nàng cứ cãi đây là thiên tính của gia tộc không có đổi được. Lý mộ thở dài một hơi cuối cùng nhìn về phía nữ hoàng nói Bệ hạ, thần đi đây Chú Vũ tự nhiên vươn hai cánh tay ra Lý mộ ngẩn ra một chớp mắt Giang hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng dáng ngồi của nữ hoàng là bị Xem nhẹ nghiêm trọng Chỉ sợ trừ lý mộ Không có ai biết nàng ở dưới quần áo rụng rịnh Rộng thùng thình, ẩn chứa và phòng như thế nào Cho dù so với liễu hàm yên Chỉ sợ cũng không có kém là bao Văn vãn và tiểu bạch có chút công bằng, bạch ngâm tâm thính tâm càng không thể so sánh được cái sau ôm ngắn ngồi lý mộ liền lui một bước nhìn các nàng một cái xoay người đi ra ngoài thẳng đến lúc bóng người hắn hoàn toàn biến mất mấy bóng người còn đứng ở cửa một khắc nào đó chu vũ hỏi thanh trà ở bên người không phải thích hắn sao lần này vì sao không đi cùng với hắn bạch thính tâm ý vị sâu xa nói tâm của hai người chỉ cần cùng với một chỗ cần gì phải để ý có thể mỗi ngày làm bạn hay không Chủ vũ nói, nhưng tâm của các người cũng chưa cùng một chỗ mà. Bạch tính tâm siết nắm tay kiên định nói, sớm muộn sẽ được thôi. Yêu quốc xảy ra biến cố to lớn, triều đình đại tru muốn lên thủ yêu vật kháng yêu vật, loại trừ tối này chỉ có thể tìm biện pháp khác. Mấy ngày nay các triều hội lớn, triều hội nhỏ không có ngừng Đề, đều là nghị luận đối với chống lại yêu tộc như thế nào. Học sinh thư viện Bạch Lộc là một đám đi phương Bắc, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng tự mình tới cửu giang quận, trấn thủ nơi đó, ứng đối xung đột tương lai có thể xảy ra. Trung Thư Tình, Trung Thư Thị lang mấy vị Trung Thư xã nhân đều sắc mặt tiểu tụy đi. Về việc yêu tộc, đến nay còn chưa gốc nghị luận ra một cái kết quả, bọn họ bắt đầu nhớ ngày tháng có lý bộ, hắn ở Trung Thư Tình, việc lớn việc nhỏ đều không cần bọn họ phải quan tâm. Đáng tiếc nửa năm qua, hắn đã rất ít tham gia triều sự nữa, chuyên chú vào công việc của công phụng ty. Chấp hành đều là một ít nhiệm vụ cơ yếu, trung thư tỉnh cũng không có quyền hạn chế biết được. Lưu Nghi cào cào tóc, có chút lo lắng nói. Huy đại nhân rất cuộc đi đâu rồi? Nội địa Doanh Châu. Trong lòng núi rỗng ruột nào đó, Trần Thập Nhất, Hàn Thập Tam, Tôn Thất, gần trăm đệ tử Thi Tông, cùng kính đứng ở một chỗ bên bình đài lớn tiếng nói toàn thể đệ tử thi tông tham kiến đại trưởng lão không phải là mọi người đều có thể cam tâm tình nguyện làm bạn với thi thể bởi vậy trong ma đạo mười tông đệ tử thi tông nhân số không có nhiều lần này vì tế luyện mười yêu thi kia đám người trần thập nhất mang toàn thể đệ tử thi tông đều triệu trở về giữa bình đài một người trẻ tuổi khoanh tay mà đứng tản nhiên nói gần đây đã xảy ra một việc khiến bổn tọa rất đau lòng. Các đại tử thi tông mấy tháng gần đây đều tránh ở trong núi này, hai tông, hai tai không có nghe việc ngoài núi, một lòng chỉ luyện thánh hiển thi, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, đại trưởng lão rất tức giận, một uy áp cường đại khiến bọn họ thờ không có nổi, nhịn không được cúi đầu thấp hơn nữa. Lý mộ im lặng một lát mở miệng một lần nữa, Mỹ Tông đã xảy ra nội loạn, đại trưởng lão Vạn Nguyễn Thiên Quân bị phản đồ xoán quyền vượt cướp ngôi rồi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức phát ra tiếng kinh hồ. Điều, điều này sao có khả năng? Mỹ Tông không phải là con có thiên quân đại nhân sao? Thiên quân đại nhân không có khả năng ngồi yên không lý đến chứ? Lý mộ vườn tay, ép xuống phía dưới, thanh âm mọi người im bặt từng lại. Hiện trường biến thành tiếng kim rơi có thể nghe thấy, Lý Mộ trầm giọng tiếp tục nói. Lúc thiên quân bế quan lọt vào ba trường lão thánh tông vây công, bị thương nặng, bây giờ sống chết còn chưa có rõ. Câu này của hắn dẫn phát đệ tử của thi tông xôn xao lớn hơn nữa. Cái gì, cái này, cái này sao có khả năng chứ? Thiên quân là cảnh giới thứ bảy, ở thánh tông cũng thể trở thành hàng ngũ trưởng lão, thánh tông vì sao phải đối phó với thiên quân như vậy chứ? Cái này là không thông rồi. Tin đây chắc chắn là tin tức giả mà. Lý mộ vườn ra tay lần nữa, tiếng tôn ta của mọi người lập tức biến mất. Hắn hư lệnh một tiếng nói. Mị Tông vì Thánh Tông lập bao nhiêu công lao, thiên quân trung thành với tận tâm đối với Thánh Tông, thế mà rơi vào kết cục như thế, cơn tức này buồn tọa khó có thể nuốt trôi. Trên mặt trần thập nhất lộ ra nét do dự chậm rãi mở miệng. Đại trưởng lão, mà kệ thánh tông vì sao ra tay với thiên quân đều không có liên quan gì tới chúng ta thuộc Hà cảm thấy chúng ta vẫn là đừng vào trêu chọc vào thánh tông thì tốt hơn nếu không chúng ta có thể sẽ bước dập quân theo thiên quân của mỹ tông nói lời khốn kiếp gì thế sắc mặt của lý mộ âm trầm nói bồn tọa và thánh quân kết giao tâm đầu ý hợp bồn tọa sau cuộc khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu nỗi oan lớn như vậy thánh tông đã bất nhân thì đừng trách có thi tông ta bất nghĩa từ giờ trở đi Thi Tông không nghe mệnh lệnh của Thánh Tông nữa. Các người nếu không phục quyết định của bồn tọa có thể rời khỏi ngay bây giờ. Trần Thấp Nhất biến giác lập tức nói đại trưởng lão. Lý Mộ Phật Phật Tài nói Không cần nói nữa. Ý ta đã quyết Các người ai muốn rời khỏi đều có thể đi. Hơn trăm đệ tử Thi Tông nhất thời lâm vào im lặng. Tùy Thi Tông là nhà của bọn họ nơi này có tất cả của bọn họ còn có thể luyện chế thi chí cường già, bọn họ không muốn rời đi, nhưng thánh tông cường đại xâm nhập trong lòng mọi người, bọn họ cũng không muốn đắc tội tới. Trên mặt rất nhiều người đều toát ra nét do dự, cuối cùng vẫn có một đạo bóng người đứng ra. Một nam tử nhìn gầy gò nói, Từ thập nhất ta cuộc đời này chỉ nguyện trung thành với thánh tông. Đại trưởng lão là ta đã muốn thoát ly thánh tông rồi, từ thập nhất từ hôm nay trở đi thoát ly thánh tông, xin đại trưởng lão chối trách. Lý Mộ Ô thản nhiên nói Còn có ai nữa không? Hắn vừa dứt lời nói Sau khi yên tĩnh ngắn ngồi Lại có mười mấy bóng người đứng ra Đại trưởng lão ta Đại trưởng lão mất đi lý trí Ta lựa chọn thoát ly thi tông Ta cũng thoát ly thi tông Tốt lắm Lý mộ gật đầu Bỗng vườn ngón tay Vẽ vài đạo phù văn thiên không Phù văn sáng lên hắn hai tay kết ấn phù văn đó hóa thành mười mấy đạo bắn nhanh vào bóng người mấy người kia mười mấy người ở cùng một lúc ngã xuống đất không biết gì nữa ánh mắt của lý mộ nhìn quét mọi người thản nhiên nói còn có ai muốn thoát ly thi tông trong lòng núi đệ tử thi tông tràn đầy im lặng mọi người đều dự cảm được đại trưởng lão quen thuộc kia lại trở lại rồi ở trước đó tuy đủ loại chứng cứ đều cho thấy người trẻ tuổi trước mắt chính là thân thể đại trưởng lão đoạt xá nhưng tính cách khác hẳn loại khác thiên huyễn đại trưởng lão khá xa thiền huyễn đại trưởng lão nhìn mặt mũi hiền lành thật ra thủ đoạn âm độc tàn khốc nhất trước này người của thi tông không thuận theo hắn đều sẽ biến thành thi thể thật sự rồi gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng này đã cho từ thập nhất một cái ảo giác cũng có mười mấy người kia một cái ảo giác cho dù hắn bộ dạng của anh Tuấn nữa, hiền lành nữa, linh hồn của hắn cũng là linh hồn của thiên huyễn đại trưởng lão. Đám người của tư thập thất đã quên đi một chuyện quan trọng. Thi Tông có một quy củ bất thành văn, ai thuận theo đại trưởng lão làm người, ai nghịch đại trưởng lão làm thi. Vừa rồi một chiêu thần thân đó của đại trưởng lão mang toàn bộ đệ tử thi tông trong lòng đối hoàn toàn tấn trụ, không có ai dám có ý kiến nữa, toát lì thì tông về sau sẽ có chuyện phản bội đại trưởng lão phải chết ngay bây giờ ai không muốn sống lâu thêm một lát thánh tông đối với bọn họ mà nói hư vô mờ mịt vẫn là trước mắt giữ mạng quan trọng hơn trần thập nhất có dũng cảm nhỏ giọng nói đại trưởng lão vẫn là quy củ cũ luyện mấy tên phản đồ này đi lý mộ vùng tay lên nói không cần lãng phí tài liệu đâu trước nhốt lại về sau có thể có hữu dụng đấy trần thập nhất cùng kính nói tuần lệnh Mấy chục người bị áp giải xuống, đệ tử còn lại càng thêm cung kính đứng ở một bên. Lý mộ đối với đệ tử thi tông, hiểu thì dùng tình, cứng thì dùng lý, còn rất dân chủ cho bọn họ quyền lựa chọn. Đệ tử thi tông vẫn kiên quyết muốn nguyện trung thành đối với hắn, ở lại thi tông, lý mộ rất vui mừng. Hắn đuổi đi bại đại bộ phận người hỏi, Mười yêu thi kia luyện chế như thế nào rồi? Nói tới chuyện này, trên mặt đám người trần thập nhất liền lộ ra nét tự hào nói, bẩm đại trưởng lão tám yêu thì trong đó tất cả đã đều luyện chế thành công hơn nữa tu vi đều đạt giới cảnh giới thứ sáu tám yêu thì lúc còn sống đều là đại yêu cảnh giới thứ bảy yêu tộc thân thể cực mạnh sau khi chết thông qua bí thuật để luyện chế thi thể cũng có thể đạt tới tu vi cảnh giới thứ sáu nếu bạch đế Yêu thì tiếp nhận ký ức ban đầu, thi thể bản thân của hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thứ 8, tới trường cũng sẽ có hai thủ hạ cảnh giới thứ 7, tám gã cảnh giới thứ 6, thực lực thậm chí đã vượt qua các tông của đạo môn. Cũng không biết bạch đế yêu thi kia chạy đi đâu, từ sau khi nó chạy khỏi yêu hoàng không gian, liền không còn có một chút tin tức nữa. Nếu có thể bắt nó trở về, lý mộ cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải mang nó luyện chế, Tỷ thể lúc còn sống là cường giả dạ cảnh thứ thứ 9, có tiềm chất luyện thành yêu thi cảnh tới thứ 8. lý bộ lại hỏi hai yêu thi cảnh giới thứ 8 kia thì sao đây là điều hắn quan tâm nhất chúng nó chúng nó lúc còn sống thực lực quá mạnh nếu quá trình luyện chế không xảy ra vấn đề nói từ trên nguyên tắc sau khi luyện thành cuối cùng tu vi có thể đạt cảnh tới thứ bảy nói tới hai yêu thi đó chân thập nhất tức nuôi nói bẩm đại trưởng lão luyện chế tám yêu thi này đã vết sạch tích lũy của thi tùng chúng ta đã không còn tài liệu luyện chế hai bộ đó nữa rồi trên hai yêu thi đó lý mộ gửi gắm kỳ vọng rất lớn Với sau dẫn theo hai bảo tiêu cảnh giới thứ bảy về sau xem ai còn dám lớn tiếng nói chuyện với hắn đây lý mộ nhìn trần thập nhất nói còn thiếu tài liệu gì ta cho các ngươi trần thập nhất đếm đầu ngón tay nói linh ngọc ít nhất một vạn khối kim cương ngọc sinh cốt thảo các loại tài liệu luyện chế bảy bảy loại lý mộ nghĩ đến hắn còn sót lại không đến một khối linh ngọc hoặc tay áo nói không gom đồ cũng chậm rãi mà đi gom đi không có vội lấy mộ ở lại thi tông hai ngày tính nghiên cứu cẩn thận một phen tám yêu thi này hai yêu thi kia trong thời gian ngắn là không thể trông cậy vào Tùy tám thi thể này đều là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thứ sáu, nếu một chỗ nếu một trọi một có thể sẽ không là đối thủ của cường giả cảnh giới thứ sáu thật sự nhưng thi nhiều thì lực lực thì lực lượng lớn tám thi thể tạo thành bát hoang luyện thi đại trận cảnh giới thứ bảy thấy cũng phải đi vòng cho tới bây giờ lý mộ ở trước mặt cường giả cảnh giới thứ bảy mới có một chút tự tin tự bảo vệ chính mình tiền huyện thượng Thiên Huyễn thật sự là một thiên tài, cả đời nghiên cứu thi thể đến cực hạn, ở trên trận pháp cũng có được trình độ rất cao, ký ức của hắn, Lý Mộ được lợi đến bây giờ. Ngay tại lúc Lý Mộ bế quan nghiên cứu trận pháp, Trần Thập Nhất báo, sứ giả của Thánh Tông đã đến. Tùy thì Tông đã làm gián điệp, nhưng cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức trực tiếp trở mặt đối với Thánh Tông. Trần Thập Nhất cẩn thận đến thông báo với Lý Mộ. Lý Mộ sau khi suy nghĩ nói, người đi tiếp đãi đi xem bọn hắn muốn làm cái gì trần thập nhất một lần nữa trở lại trong lòng núi hành một lễ đối với một nam tử ngực thêu một đó hoa sen cẩn thận nói không biết sứ giả đại giá quang lâm có gì muốn làm sao nam tử đó vất ống tay áo trên đài đã lòng núi liền xuất hiện một tấm thi thể hắn nhìn đám người trần thập nhất tản nhiên nói Ta à, muốn các ngươi mang thi thể này luyện chế thành yêu thi. Yêu này lúc còn sống là cảnh giới thứ bảy. Các người cần bao lâu mới có thể mang nó luyện thành yêu thi cảnh giới thứ sáu đây? Nếu là một năm trước, Trần Thập Nhất nhìn thấy loại thi thể cường giả này nhất định sẽ vạn phần kích động. Nhưng bây giờ hắn đã thấy trường hợp lớn hơn nữa. Loại trường hợp nhỏ như thế này đã không thể khiến cho lòng hắn sinh ra chút dao động nào. Hắn làm bộ những cẩn thận suy nghĩ chốc lát nói ít nhất là một năm hơn nữa cần rất nhiều linh ngọc cùng với tài liệu luyện chế thì tông ta tạm thời trong thời gian ngắn không có gom đủ được đợi tới sau khi gom đủ lại luyện thì sợ cũng là 10 năm 8 năm sau dù sao bọn họ đã ở dưới trướng đại trường lão dù sao bọn họ ở dưới trướng đại trưởng lão đã làm ra quyết định rời khỏi ma tông còn không bằng nhân cơ hội vơ vết bọn họ một phen nữa sứ giả thánh tông nhíu mày Mười năm tám làm lâu quá, các ngươi cần tài liệu gì, ta cần sau khi mang đến cho các ngươi. Trần Thập Nhất tự hỏi rất lâu mới chậm rãi nói. Linh Ngọc hai vạn khối, Kim Cương Ngọc, Sinh Cốt Thảo, các loại tài liệu luyện chế 9981 loại. Nghe hắn nói xong, sứ giả Thánh Tông môi run rẩy tức giận nói. Hoặc người có phải cảm thấy ta rất ngu xuẩn hay không? Không phải luyện cái thi thể sao? Cần hai vạn khối linh ngọc, 99 loại 99, loại tài liệu chân quý. Trần Thập Nhất nhún vai nói, Nếu sứ giả đại nhân không muốn trả lại những cái thứ này, chúng ta cũng có thể luyện chế chẳng qua. Như vậy luyện chế ra linh thì thực lực có thể chỉ có cảnh tới thứ tư hoặc thứ năm. Linh ngọc càng nhiều, tài liệu càng đầy đủ, luyện chế ra linh thì thực lực càng mạnh. Nếu có thể gom đủ những tài liệu này, linh thi chế tạo ra thực lực mạnh nhất có thể đạt tới cảnh giới thứ sáu trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ về mặt tận dữ trên mặt thứ giả thánh tông dần dần tiêu tán đi cẩn thận suy nghĩ người này nói cũng có chút đạo lý không dùng tài liệu trực tiếp đi luyện so với thứ sử dụng lượng lớn tài liệu quý giá để luyện chế ra phẩm chất có thể giống nhau sao với hắn mà nói tự nhiên là linh thi thực lực càng mạnh càng tốt mấy thứ này tuy không có dễ kiếm nhưng trở về để xin thánh tông đã muốn luyện thi thì phải luyện cho thi tốt trong lòng hắn rất nhanh tạo ra quyết định nói trong vòng một tháng ta mang mấy thứ này đưa tới cho các người trần thập nhất bổ sung nói à lát nữa viết một cái danh sách gửi cho sứ giả nhớ rõ tài liệu cần hai phần nếu một phần nhớ đâu bị thất bại ta còn phải chuẩn bị nữa lãng phí thời gian hai phần bảo hiểm hơn một chút Lý mộ đứng ở trong phòng đá của trong lòng núi, chỉ chốc lát sau, chân thập nhất đi vào, cầm trên tay một danh sách thật dài hỏi. Trưởng lão, ngoài cần cái gì không, cũng viết ở bên trên đi, dù sao cơ hội chỉ có một lần như vậy, không viết thì phí đấy. Lý mộ cảm thấy hắn nói có đạo lý, linh dược luyện chế phá cảnh đàn, hắn quả thực còn có một chút chưa có thu tập được mấy loại linh dược đó tổ châu căn bản không có có cái huyền châu có cái ở nguyên châu có cái ở trường sâu còn có cái tụt ở tụ quạt châu phượng lân châu muốn gom đủ chúng đó hắn cần mang mười châu đều đến chạy một lần hắn nâng bút đang muốn viết cân nhắc đến vấn đề bút tích lại đưa bút cho trần thập nhất nói ta nói người viết đi từ sau khi ở bên người huyễn Cơ năm vùng mấy tháng, hắn đã dưỡng tính thành thói quen tốt chú trọng chi tiết. Không bao lâu, trên bình đài lòng núi, sứ giả Thánh Tông nhìn một danh trách đủ để kéo dài tới dưới đất, khó có thể tìm nói. Tất cả chỗ này sao? Trần Thập Nhất nghiêm túc gật đầu nói: Tất cả đây. Sứ giả Thánh Tông chỉ vào một bộ phận dưới cùng ở phía dưới nói: Cái khác thì thôi đi những thứ linh dược này không có bất cứ quan hệ gì với luyện chế thi thể, các người cần làm cái gì? Trần Thập Nhất lắc đầu nói: à, “sứ giả đại nhân chẳng lẽ hiểu luyện thi bằng chúng ta sao? những linh dược này nhìn không có bất cứ quan hệ nào tới luyện thi, nhưng dược tính của chúng nó lại có thể cùng với linh dược luyện thi hỗ trợ lẫn nhau để cao xác suất luyện thi thành công đấy.” Trần Thập Nhất thao thao bất tuyệt nói non nửa canh giờ, rốt cuộc thuyết phục sứ giả thánh tông, hắn để cho để yêu thi lại về mặt đau lòng phi thân rời khỏi. Trần thập nhất nhìn theo hắn đi xa mới thở ra một hơi thật dài, nghĩ mà sợ nói, hai nếu hắn còn không có đi tất liền không có biện nổi nước đâu. Lòng núi trên bình đài, Lý Mộ nhìn thi thể nam tử trung niên trên bình đài, dung mạo có phần tương tự với Huyễn Cờ, vẻ mặt hơi vất tạp. Nam tử trung niên nằm ở trên bình đài lòng núi, Lý Mộ đã quá quen thuộc. Trong thiên hồ thành, có một pho tượng của gã. Tuy Lý Mộ thấy được thi thể của vạn huyễn thiên quân, nhưng cái này cũng không đại biểu cho gã thân tử hồn tiêu. Lý Hồ Kiều không có thân thể vẫn có thể lẳng lơ, đùa cợt. Thiên huyễn càng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho dù là bị dọa vị cao thủ cùng giai vây công, xác xuất chết ở trong tay của cường giả cảnh thứ thứ bảy cũng thật sự quá nhỏ nhưng có thể khiến cho một vị cường giả thành giới thứ bảy bỏ lại thân thể, nguyên thần bỏ chạy cũng đủ để tưởng tượng trận đại chiến thả thảm thiết. Trần thập nhất thử hỏi, đại trưởng lão, thi thể này như thế nào? Lý bộ vùng tay lên, thi thể vạn huyễn thiên quân đến biến mất không thấy nữa, hắn thần thiên nói, đây là thi thể của thiên quân, bồn tọa muốn tay huyễn thị bảo tồn, các người kế tiếp toàn tâm toàn ý luyện chế hai yêu thi kia trước là được. Trần Tập Nhất vừa rồi thật ra đã đoán được thân phận của thi thể này, cũng không dám có ý tưởng dùng nó để luyện thi, nghe nói vậy, không người nói. Tuột mệnh. Lý Mộ nói, bồn tọa còn có chuyện quan trọng phải làm, trong mấy ngày này ta không có mặt, ti tông liền do ngươi quản lý đi. Trần Tập Nhất ôm quyền nói, Tuột họ nhất định sẽ không khiến đại trưởng lão thất vọng đâu. Lý Mộ lại ban cho hắn một ít phủ lục pháp bảo, sau đó liền rời khỏi thi tông trần thập nhất thí hừng nhận lấy đại trưởng lão ban thưởng sau đó lại có chút lo lắng có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời một năm sau nếu không thể giao ra thi thể thiên quân luyện chế tốt thánh tông tất nhiên sẽ phát hiện lúc đó bọn họ phải đối mặt sẽ không chỉ là một sứ giả hoa sen áo đen cảnh giới thứ năm nhưng cho dù chết cũng phải mang thi thể đó luyện chế ra đời này có thể sử dụng thi thể cương giả cảnh giới thứ tám luyện thi cho dù chết cũng không có tiếc tần thập nhất hít thật sâu bắt đầu chờ mong sứ giả thánh tông lại đến tập vạn đại sơn vạn yêu trì quốc từ sau khi yêu hoàng ngã xuống yêu tộc từng thống nhất sụp đổ cục diện các thế lực lớn cắt cứ một vương đã kéo dài ba ngàn năm hôm nay toàn bộ yêu tộc đã trải qua một hồi tình thế hỗn loạn ba ngàn năm đến chưa từng có trong ba ngàn năm qua thế lực yêu quốc đã thay đổi chưa bao giờ dừng lại, yêu tộc nhỏ quật khởi, yêu tộc lớn suy sụp, các thế lực thâu tóm lẫn nhau, cách mỗi vài năm sẽ xảy ra, nhưng yêu quốc lại trước này có thể bảo trì một cái cân bằng. Hôm nay, sự cân bằng này đã bị đánh vỡ. Ở dưới ma đạo âm thầm bầy mưu đặt kế, thiên hồ quốc cùng thiên lang quốc từng đối địch mà liên thủ lại, bắt đầu thâu tóm thế lực yêu tộc lớn nhỏ xung quanh. Thế lực yêu quốc bị đánh vỡ sự cân bằng, một ít yêu tộc nhỏ càng là lo lắng hãi hùng, yêu tộc lớn hơn một chút, có cái lựa chọn quy thuận, cũng có cái không muốn khuất phục dưới yêu khác, lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng. Phía đồng yêu quốc đã hoàn toàn trở thành địa bàn của thiên hồ quốc. Trước kia, phạm vi thế lực của thiên hồ quốc chỉ là thiên hồ quốc cùng với chung quanh thiên hồ quốc, không quản yêu tộc ở ngoài thế lực. Hiện nay, ở dưới mệnh lệnh của quốc chủ mới của Thiên Hồ Quốc, Mỹ Tông Đại trưởng Lão Bạch Quyền, Thiên Hồ Quốc cùng với Mỹ Tông ra hết cao thủ, càn quét các đỉnh núi phía đông yêu quốc, hợp nhất các yêu tộc lớn, nguyện ý quy thuận cường già trong tộc phải hướng tới Thiên Hồ Quốc, tiếp nhận điều kiện không muốn quy thuận, trực tiếp diệt tộc, lấy yêu đàn hồn phách của bọn họ. Chỉ mấy ngày này, một ít yêu tộc nhỏ của yêu quốc thường xuyên bị diệt cả tộc. Lúc này, thỏ yêu nhất tộc thiên phong sơn đã đối mặt tình huống như vậy thỏ yêu nhất tộc là một trong những yêu tộc nhỏ yếu nhất yêu quốc nhất mạch thỏ yêu này chỉ có mười mấy con tu vi mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thứ tư phần hơn phần nửa đều là tiểu yêu chưa hóa hình yêu quốc đại yêu đông đúc chúng nó bình thường căn bản không dám hiển lộ chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trong động phủ thiên phong sơn yên lặng tu hành thiên phong sơn một nam tử có mũi ưng lơ lửng ở trong không trung ở cao hướng xuống nhìn một đám yêu nhỏ thản tiền nói các người nghĩ xong chưa mấy con thỏ yêu hóa hình sau khi nhìn nhau đều lắc đầu thỏ yêu nhất tộc nếu quy phụ hộ tộc thì phải tới thiên nổ quốc mặc cho bọn họ sai khiến ngay cả sống chết cũng không thể tự mình đi làm chủ chưa từng có một con thọ nào có thể sống sót đi ra khỏi thiên hồ quốc, kết cục bọn họ như thế nào là có thể đoán được. Không phải bị coi là vật hy sinh nếu ở trong tranh đấu với yêu tộc khác chính là thành thức ăn trong miệng của bọn họ. Tên thọ yêu cảnh tới tư kỳ tư kia ngẩng đầu nói. Vì đại nhân này, thọ yêu nhất tộc của chúng ta chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành mà thôi. Nam tử mũi ưng thản nhiên nói. Vậy là không muốn quy thuận sao? Ở bên cạnh hắn có một thù hạ khác nói, Đại nhân, có nói, còn nói lời thừa với bọn chúng làm cái gì? Lấy yêu đàn cùng với hồn vách của chúng nó đi. Buổi tối này chúng ta ăn đầu thỏ nấu canh, thỏ hầm đấy. Trong mắt nam tử mối ưng cũng hiện lên một tia tham lam. Tuy nói hắn là phụng mệnh lệnh bên trên đến hợp nhất thỏ tộc, nhưng cho dù là hợp nhất chúng nó, đối với chính hắn cũng không có chỗ gì tốt. Còn không bằng đoạt yêu đan thỏ yêu cầm đầu này, thỏ yêu hóa hình còn lại, có thể coi là lô đình, hút pháp lực các nàng. Còn lại... Còn lại những con chưa hóa hình kia, mang về hầm nấu cũng có thể làm bữa ăn ngon. Trong ánh mắt sắc bén của hắn hiện lên một tia khát máu lạnh lục nói. Đã không muốn quy thuận, vậy chết đi cho ta vừa dứt lời tân thể hắn từ trên cao đáp xuống đối phó với thỏ yêu nhất tộc hắn cũng không thèm dùng binh khí hai tay hóa thành vuốt ưng sắc bén móng tay lóe ra dạ ánh sáng lạnh lẽo âm trầm chụp vào bụng con thỏ yêu cảnh giới thứ tư cầm đầu kia tuy hai yêu đều là cảnh giới thứ tư nhưng pháp lực ưng yêu so với thỏ yêu thâm hậu hơn rất nhiều từ trên huyết mạch cũng mang kẻ sau gắt gào áp chế lại ưng yêu tốc độ cực nhanh tuy thỏ yêu càng thêm linh hoạt, không ngừng lé tránh, nhưng Trung Quy vẫn không thể bù lại được thực lực chênh lệch này. Một khắc nào đó, thỏ yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ tống khổ bụng xuất hiện một cái lỗ máu. Bàn tay ương yêu lơ lửng một viên yêu đan, máu chảy đầm đìa, liếm liếm môi, thế mà lại há mồm mang nó trực tiếp nuốt vào. Đại bộ phận tu vi yêu vật ngưng đan kỳ đều ở trong yêu đan, mất đi yêu đan, tu vi thỏ yêu này lập tức ngã xuống đến cảnh giới hóa hình. Con thỏ yêu đó bất chấp lau máu tươi ở khóe miệng nghiến răng đói. Chạy, chạy, chạy đi! Mấy con thỏ yêu giống cái còn lại trên mặt độ ra nước mắt bì phẫn khi muốn chạy thoát lại phát hiện các nàng đã bị thủ hạ yêu ưng vây lại. Ứng ừ yêu kia liếm liếm giọt máu khóe miệng nói. Thỏ đực thì giết hết, thỏ cái thì giữ lại, buổi tối đưa đến phòng của ta đi khi mấy yêu đang muốn động thù, đỉnh đầu bỗng nhiên có một luồng hào quang xẹt đi qua. Một ưng yêu ngẩng đầu cả giận nói, Người nào xuống dưới cho ta. Ưng yêu nhất tộc đầu phục thiên hồ quốc, cảnh nội yêu quốc không ai dám chọc vào, lại có người dám đứng ở đỉnh đầu bọn họ bay qua, quả thực là to gàn lớn mật. Luồng hào quang đó vốn đã bay qua, nghe được tiếng nói lại quay ngược trở về, đáp ở trên đỉnh núi. Đó là một nam tử nhân loại, bộ dạng trẻ tuổi tuấn tú, nhìn tiểu ưng yêu kia hỏi. Người bảo ta sao? Con ưng yêu đó nhìn thấy Lý Mộ ngần ra một ven bật thốt lên nói. Nhân loại! Cảnh nội yêu quốc là cấm địa của nhân loại, kẻ nào ăn ngăn hùm mật báo, dám đến đầy ngành ngàng, ngự không mà vi hành. Nhìn tu vi hắn hẳn là không có cao, không ngờ được hôm nay không chỉ có thể ăn một viên điều đàn còn có thể nốt nguyên thần của một nhân loại trong lòng ưng yêu mừng rỡ lập tức hướng nhân loại trẻ tuổi bổ nhào tới một tia sáng màu vàng từ trong tay người trẻ tuổi bay ra hóa thành một sợi dây thừng trói ở trên cổ ưng yêu ưng ừ yêu chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không thể vận chuyển từ không trung ngã xuống trong lòng hoán hoàng hốt biết người này không có dễ trêu chọc lập tức lớn tiếng nói ta ta chính là đệ tử của mỹ tông thiên hồ quốc người dám đả thương ta mỹ tông sẽ không tha cho người đâu mỹ tông sao lấy bộ nhìn hắn một cái lắc đầu nói mỹ tông nhận người đúng là càng ngày càng tùy tiện rồi đây một mình tới thiên hồ quốc hắn là vừa lúc thiếu một chút tin tức còn năng sầu là đi nơi nào hỏi thăm đây đã có yêu tự mình đưa đến cửa lấy bộ trực tiếp đưa tay đặt ở trên đầu ưng yêu tiến hành mạnh mẽ siêu hồn đối với gã